Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi hướng dẫn các bạn cách đắp một đôi mắt nha các bạn. Để đắp được đôi mắt đẹp thì chúng ta phải qua lấy được tỷ lệ chuẩn và vị trí thật chuẩn các bạn nhé. Để lấy được vị trí và tỷ lệ chuẩn thì chúng ta chia cái chiều ngang khuôn mặt làm 5 phần từ trái sang phải nha các bạn. Thì chúng ta chia làm 5 phần từ cái chân tóc mai, giáp tay đi cho đến đuôi mắt nha, từ đuôi mắt cho đến đầu mắt hoặc là cái cánh mũi nha. Và giữa hai cánh mũi với nhau và tiếp tục là đến cái mắt bên phải và cái đến từ đuôi mắt đến chân tóc mai tiếp nhé. Thì tỷ lệ là tất cả là một đều hoặc là chúng ta chia là 0,8 từ chân tóc mai đến đầu mắt, đuôi mắt và từ đuôi mắt đến đầu mắt là một phần nhé các bạn, đến cánh mũi đấy. Và giữa hai bên cánh mũi là 1,2 nhé các bạn. Và theo chiều dọc từ mặt xuống thì chúng ta chia làm 3 phần từ chân tóc cho đến giữa chân mày nhé. Từ giữa chân mày cho đến đầu mũi và từ đầu mũi cho đến cằm. Thì khoảng mắt nó nằm ở giữa cái khoảng chân mày và mũi thì chúng ta chia làm đôi nhé. Chúng ta chia làm đôi thì cái mắt nó sẽ nằm ở cái phần phía trên, nằm hết ở cái phần phía trên của cái khoảng cách từ chân mày cho đến giữa mũi nhé. Và khi chúng ta lấy được vị trí chuẩn rồi, bắt đầu chúng ta đi vào đắp khuyết và làm sao chúng ta làm cho nó đắp khuyết làm sao cho nó đẹp các bạn nhé. Vì cái mắt là cửa sổ của tâm hồn các bạn ạ. Tất cả các cái thần thái nó nằm hết ở trên đôi mắt nha các bạn. Và sau khi chúng ta cắt quét xong, chúng ta nhớ lấy chổi sơn quét cho nó mất hết cái độ nét đi các bạn nhé, vì cái mắt nó hơi tù. Và chúng ta có thể để nguyên cái phần ấy để vẽ con người nếu chúng ta đắp vẽ. Còn nếu chúng ta đắp tượng một màu thì chúng ta nên đi quét con người các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ.